vào Nhà Trắng với cam kết thay đổi bộ mặt chính trị Mỹ và theo đuổi chủ trương nước Mỹ trên hết. Sau một năm, Tổng thống Donald Trump không chỉ đang thay đổi nước Mỹ mà còn thay đổi toàn thế giới với nhiều quyết định và chính sách bất ngờ và thậm chí gây tranh cãi mang đậm dấu ấn cá nhân. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức cũng được VTV đánh giá là sự kiện mang dấu ấn quan trọng nhất trong năm 2017. Và nhân dịp Xuân Mậu Tuất 2018, chúng tôi xin được cùng quý vị nhìn lại những tác động từ chủ trương nước Mỹ trên hết đối với nền kinh tế Mỹ. Với những bước đi mang tính quyết định theo quan điểm nước Mỹ trên hết, trong một năm đầu cầm quyền của Tổng thống Donald Trump, Mỹ đã đạt được một số thành tựu kinh tế nhất định. Năm 2017, chứng kiến thị trường chứng khoán của Mỹ tăng trưởng kỷ lục, tăng trưởng GDP ước đạt 3-4%, mức tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua. Tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2000. Trong 11 tháng cầm quyền đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra 1,84 triệu việc làm mới. Dù không nhiều như cựu Tổng thống Barack Obama, nhưng cũng là mức cao hàng đầu trong các đời Tổng thống Mỹ. Trong thắng lợi lập pháp quan trọng đầu tiên, ngày 22 tháng 12, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành luật cải cách thuế, mà theo ông là cuộc cải cách và cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ thời Tổng thống Ronald Reagan. Theo đó, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm từ 35% xuống 21%, nhiều thủ tục phiền hà cho doanh nghiệp cũng được loại bỏ. Những thay đổi này đã mang về khoảng 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ cho các doanh nghiệp Mỹ. Mục tiêu của đạo luật này là nhằm cắt giảm thuế cho các gia đình Mỹ, cũng như khuyến khích các công ty đa quốc gia của Mỹ thay vì đầu tư ra nước ngoài sẽ đầu tư trong nước, tạo thêm việc làm cho người dân nước này. Tuy nhiên, chính đạo luật này và nhiều quyết định khác của Tổng thống Trump cũng đang đẩy nước Mỹ lún sâu hơn vào sự chia rẽ. Mặc dù đạo luật mới cắt giảm thuế cho hộ gia đình và doanh nghiệp, nhưng đồng thời cũng hủy bỏ một phần đạo luật chăm sóc y tế giá rẻ Obamacare. Theo các quan điểm chỉ trích, đạo luật này sẽ khiến bất công xã hội gia tăng khi chỉ làm lợi cho những người giàu và siêu giàu, còn những người nghèo và trung lưu thì càng nghèo đi. Ngoài ra, với việc đảo ngược hàng trăm văn bản dưới thời kỳ ông Obama về môi trường, năng lượng, các chính sách mới của ông Trump được cho là phục vụ những ông chủ doanh nghiệp giàu có, đặt lợi nhuận lên trên yếu tố môi trường, an toàn cũng như sức khỏe của người dân. Tác động của nước Mỹ trên hết khiến xứ cờ hoa tốt lên hay xấu đi hiện vẫn đang là chủ đề tranh cãi gay gắt trong dư luận Mỹ cũng như truyền thông thế giới bởi những thay đổi mà nó mang lại. Để tìm hiểu sâu hơn về những thay đổi này, mời quý vị cùng gặp gỡ ông Adam Sikop, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam, AmCham. Mr. Adam Sikop, thank you for coming to the World Event today. Cảm ơn ông đã tham dự chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trong năm vừa qua, kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, chính sách của ông Trump đã thay đổi suy nghĩ của thế giới về nước Mỹ. Ông có thể nói rõ hơn về ý nghĩa chủ trương nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump? Năm qua thực sự là một năm dài. Năm qua có rất nhiều người tại cả châu Á và Việt Nam đều băn khoăn tự hỏi việc ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ có ý nghĩa như thế nào. Điều gì sẽ xảy ra đối với thương mại giữa Mỹ và châu Á? Chính sách của ông ấy đối với Việt Nam như thế nào? Nhưng sau một năm, chúng ta đều nhận ra rằng các chính sách này không đáng phải lo sợ như chúng ta từng nghĩ. Tổng thống Donald Trump và nhóm cố vấn của ông ấy, họ cho rằng thế giới đang lợi dụng Mỹ. Các chính quyền và tổng thống tiền nhiệm của Mỹ đã để thế giới khai thác nguồn đầu tư và thương mại của Mỹ. Kết quả là nước Mỹ là nền kinh tế phát triển nhất thế giới. Nhưng người dân của nước này lại không tìm được những công việc tốt như ngày xưa, bởi các nước châu Á hay Mexico đang chiếm lấy những công việc này từ Mỹ. Chính vì thế, Tổng thống Trump cho rằng từ nay Mỹ sẽ phải suy tính cho Mỹ, cho người dân của Mỹ, cho công việc và đầu tư tại Mỹ. Khi Tổng thống Donald Trump đến APEC, ông đã có bài phát biểu về chính sách nước Mỹ trên hết. Ông ấy đã nói rằng đã đến lúc Mỹ phải bảo vệ chính mình và cố gắng cân bằng lại cán cân thương mại. Theo quan điểm của tôi, thương mại giữa Mỹ và Việt Nam đã có từ 20 năm qua, kim ngạch thương mại đang gia tăng nhanh chóng. Nhưng chủ yếu là Việt Nam xuất siêu sang Mỹ, và Tổng thống Trump muốn thấy mức thâm hụt từ Mỹ được cân bằng lại. Đối với kinh tế trong nước, theo ông, sau một năm cầm quyền, chính sách nước Mỹ trên hết đã thay đổi kinh tế nước Mỹ như thế nào? Đúng là nền kinh tế Mỹ đang cải thiện. Quả thực có nhiều chính sách trong nền kinh tế mà người ta cho rằng đó là một ý tưởng tồi đối với kinh tế, việc làm, sự thịnh vượng của nền kinh tế. Nhưng Tổng thống đã trả lời, thị trường cổ phiếu đang ở mức cao nhất trong lịch sử, kinh tế tăng trưởng với tốc độ nhanh nhất trong thời gian gần đây, tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất trong hai thập kỷ, ngay cả tỷ lệ thất nghiệp của người gốc Phi cũng ở mức thấp kỷ lục trong nhiều năm. Tổng thống đã nói rằng chính sách của ông không chỉ thúc đẩy kinh tế trong nước, mà còn thúc đẩy nền kinh tế thế giới trên diện rộng. Cá nhân tôi nghĩ rằng
cần có thêm thời gian vì một số chính sách trước đó của chính phủ tiền nhiệm có thể cũng góp phần vào sự tăng trưởng vừa qua. Đâu là những thành tựu có thể coi là dấu ấn trong năm đầu tiên cầm quyền của Tổng thống Donald Trump thưa ông? Điều này tùy thuộc quan điểm của mỗi người, nhưng cá nhân tôi cho rằng đó là cải cách thuế mới của Tổng thống. Ông đã cùng Quốc hội nỗ lực làm việc để đưa ra những thay đổi hợp lý và rất tốt cho các doanh nghiệp và một số bộ phận người dân. Đối với một số bộ phận người dân khác, đúng là họ không muốn điều này. Tuy nhiên, chúng ta cũng chưa thể nói được là có tác động tốt đến nền kinh tế Mỹ hay không, vì một cải cách cần nhiều năm mới thấy được tác động. Theo ông, chính sách thuế Mỹ mới có tác động như thế nào đối với các công ty đang hoạt động ở nước ngoài hay các công ty nước ngoài tại Mỹ? Tôi sẽ cho bạn một ví dụ hết sức cụ thể. Nhiều lần tôi đến các cơ quan của Việt Nam và họ đã hỏi tôi rằng, Adam, tại sao Mỹ là nền kinh tế giàu nhất thế giới mà các bạn lại đầu tư quá ít vào Việt Nam? Tôi luôn trả lời là điều này là không đúng. Mỹ là một trong những nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, dù số liệu chính thức lại không cao, và điều này chủ yếu là do chính sách thuế cũ của Mỹ. Ví dụ, bạn bán iPhone ra thị trường thế giới, bạn không muốn đưa khoản thu nhập này trở lại Mỹ vì thuế cao đến 35%. Đây là một mức thuế rất cao. Nhiều doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp Mỹ không muốn và giữ tiền ở nước ngoài, ở Việt Nam chẳng hạn. Với cải cách thuế mới, các doanh nghiệp có thể gửi tiền trở lại Mỹ với mức thuế thấp hơn nhiều. Theo đó, chúng ta sẽ thấy các công ty đưa lợi nhuận trở lại Mỹ, dẫn đến việc các khoản đầu tư từ Mỹ tăng lên, việc làm gia tăng và các công ty được giảm thuế, sẽ thưởng cho nhân viên nhiều hơn. Đó là cách mà luật thuế mới tác động lên các doanh nghiệp. Đánh dấu một năm tại nhiệm của ông Trump, chúng ta chứng kiến chính phủ Mỹ đóng cửa trong 3 ngày. Đây không phải là một tin tốt lành cho ông Trump. Tại sao lại xảy ra điều này thưa ông? Dù việc này không xảy ra thường xuyên, nhưng tôi không nghĩ đây là một vấn đề lớn. Tại Mỹ, Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa phải nhất trí với nhau về ngân sách chi trả cho chính phủ, và đã có nhiều lần ngân sách không được thông qua vì hai đảng không đạt được sự đồng thuận. Theo đó, họ đưa ra những mốc tạm thời để gia hạn ngân sách, duy trì sự hoạt động của chính phủ và tiếp tục thảo luận. Và đôi khi, chính phủ cạn ngân sách như chúng ta thấy vừa qua. Chính phủ đóng cửa không có nghĩa là bạn không thể đến Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam để xin visa hay không thể gọi cứu hỏa khi nhà cháy. Chỉ đơn giản là một số lĩnh vực không cần thiết dừng hoạt động vì chính phủ không được phép cấp tiền cho họ. Việc này có thể xảy ra, đây không phải là một vấn đề quá lớn, nhưng qua đó chúng ta có thể thấy được rằng hệ thống Quốc hội Mỹ phức tạp như thế nào. Nhiều chính sách của Tổng thống Trump được cho là đang thúc đẩy Mỹ lún sâu hơn và chia rẽ, không chỉ giữa Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, mà cả về thu nhập, sắc tộc, tôn giáo. Ông nhận định thế nào về những chính sách này cũng như mục đích của ông Trump? Đúng là nước Mỹ luôn có vấn đề, mọi quốc gia đều có vấn đề cần giải quyết. Nếu chúng ta nhìn rộng ra thế giới, mọi người luôn mâu thuẫn với nhau, phân biệt giàu nghèo đang ngày càng rõ hơn. Chúng ta có thể thấy điều này tại Việt Nam, tại Mỹ, tại châu Âu hay châu Phi. Đây là vấn đề mà mọi chính phủ đều phải đối mặt. Nếu bạn thấy 1% những người trong nhóm giàu nhất có tất cả mọi thứ, và 99% còn lại cảm thấy không đủ sống, đó là lúc vấn đề nảy sinh. Chúng ta có thể thấy sự chia rẽ có ở mọi nơi. Brexit là một điển hình. Tại Mỹ, chúng tôi cũng đối mặt với vấn đề này. Chúng tôi là một quốc gia đa sắc tộc và có nhiều người nhập cư đến và trở thành người Mỹ, bao gồm khoảng 2 triệu người Việt Nam. Khi bạn có nhiều nhóm người với màu da, tôn giáo, ngôn ngữ khác nhau, cố gắng sống hòa thuận với nhau tại một vùng đất, đây là một điều không hề dễ dàng. Theo đó, tại Mỹ, phân biệt chủng tộc, giới tính và giàu nghèo là các vấn đề nóng, và chính phủ Mỹ đã phải đối mặt với việc này từ những năm 1960. Điều đặc biệt là ở Mỹ, chúng tôi có nhiều vấn đề và chúng tôi không giấu giếm vấn đề đó. Bạn có thể bật TV lên và thấy những điều tồi tệ xảy ra ở nước Mỹ, và cách tốt nhất để giải quyết vấn đề đó là để mọi người cùng biết vấn đề và đưa ra cách giải quyết. Trong khi giới chức Mỹ thường khẳng định nước Mỹ trên hết không có nghĩa là nước Mỹ đi một mình, thì trên thực tế, với khuynh hướng theo chủ nghĩa biệt lập, nước Mỹ đã rút khỏi rất nhiều hiệp định quan trọng như Hiệp định Thương mại Tự do Xuyên Thái Bình Dương TPP hay đàm phán lại NAFTA, kêu gọi sửa đổi thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA. Từ khi lên nắm quyền tới nay, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tục điều chỉnh chính sách đối ngoại của Mỹ, giảm bớt cam kết đa phương, thúc đẩy quan hệ song phương. Trong những ngày đầu nhiệm kỳ, ông Trump quyết định rút nước Mỹ khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, động thái được cho là tạo cơ hội cho Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở châu Á,
Tiếp đến, ông đe dọa từ bỏ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu mà chính quyền cựu Tổng thống Obama nỗ lực thúc đẩy và thực tế đã rút khỏi Hiệp định này hồi đầu tháng 6 năm 2017. Tổng thống Mỹ cũng quyết liệt thúc đẩy đàm phán lại Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ NAFTA với Mexico và Canada. Đến cuối năm 2017, ông Trump đưa ra một quyết định vấp phải sự phản đối của đông đảo dư luận thế giới, cũng như đẩy khu vực vào nguy cơ đối đầu bạo lực, đó là công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Do đa số các nước thành viên Liên Hợp Quốc bỏ phiếu chống lại quyết định này, ông Trump còn cắt giảm 285 triệu đô la Mỹ trong số tiền đóng góp cho ngân sách Liên Hợp Quốc trong 2 năm tài chính 2018-2019, đồng thời giữ lại khoản viện trợ 255 triệu đô la Mỹ cho Pakistan. Tổng thống Trump cũng tuyên bố Mỹ sẽ không còn là thành viên và dừng đóng góp 80 triệu đô la Mỹ một năm cho tổ chức UNESCO. Chính quyền Tổng thống Trump cũng đặt ưu tiên giải quyết vấn đề hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên thông qua gia tăng sức ép về mọi mặt với chiến lược bên miệng hồ chiến tranh. Đến thời điểm hiện nay, chiến lược này mặc dù có một số kết quả, nhưng giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên vẫn còn quá xa vời. Khi tham dự các sự kiện đa phương hay phát biểu ở những hội nghị quốc tế lớn, kể cả tại Liên Hợp Quốc, Tổng thống Trump đều thể hiện rõ quan điểm rằng các nước phải tôn trọng Mỹ, không lợi dụng Mỹ, thực hiện thương mại công bằng và cân bằng. Có thể thấy, nước Mỹ sau một năm dưới thời Tổng thống Donald Trump đã thay đổi vị thế trong mắt thế giới, trở nên hướng nội nhiều hơn cùng những chính sách khó đoán. Về mặt đối ngoại rút khỏi TPP, Hiệp định Paris, UNESCO đóng hưởng quan hệ với Cuba tái đàm phán NAFTA. Điều này tác động thế nào đến thương mại của Mỹ thưa ông? Về cơ bản, các quan điểm chính sách của Mỹ không thay đổi. Từ thập kỷ này qua thập kỷ khác, Mỹ đã tạo môi trường cho các doanh nghiệp làm việc với nhau, hợp tác với các quốc gia trong sự bình yên. Đến nay, thương mại của Mỹ vẫn rất tốt. Chúng tôi cũng nỗ lực chống lại khủng bố, dịch bệnh, buôn lậu, buôn người. Tổng thống tiền nhiệm của Mỹ cho rằng Việt Nam là một đối tác quan trọng. Tổng thống đương nhiệm cũng cho rằng Việt Nam là quốc gia đối tác quan trọng. Nhiều quan điểm chính sách như vậy vẫn được duy trì. Tuy nhiên hiện nay có một số thứ thay đổi. Vấn đề ở chỗ, có nhiều người lo ngại bởi vì Tổng thống Donald Trump không hành động hay phát biểu như một chính trị gia bình thường. Ông ấy dùng Twitter thay vì phát biểu thông thường. Điều mọi người muốn là một sự ổn định trong chính sách. Không ai muốn chiến tranh với Triều Tiên hay cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc nổ ra. Điều này sẽ cực kỳ tồi tệ cho Việt Nam. Nhưng công bằng mà nói, nếu ông Trump ở đây, ông ấy sẽ nói rằng thế giới đang vận hành tốt và nhiều điều là nhờ ông ấy. Như những điều Tổng thống Trump làm có thể khiến Mỹ bị cô lập, ông có nghĩ như vậy không? Hoàn toàn không. Thế giới là một thị trường phức tạp, có rất nhiều cơ hội cũng như thách thức trong đó. Và tôi không nghĩ thế giới sẽ hoàn toàn vận hành đối mặt với các thách thức này mà thiếu đi sự tham gia của Mỹ. Mọi người chỉ tập trung vào những gì Tổng thống Mỹ nói hay viết trên Twitter, và thường những điều đó là những tuyên bố không hay. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào những điều đang thực sự diễn ra, ví dụ như mối quan hệ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam đang phát triển trên mọi lĩnh vực, từ hợp tác chống biến đổi khí hậu, y tế, đến bảo vệ biên giới Việt Nam, giúp Việt Nam cải thiện đời sống người dân, phát triển năng lượng. Mỹ cũng đang làm như vậy tại nhiều quốc gia khác. Đúng là tại một số quốc gia, Mỹ đã trở nên ít quan trọng hơn, bởi họ cho rằng Tổng thống của chúng tôi không tốt. Nhưng không thể phủ nhận, Mỹ vẫn có nhiều ảnh hưởng tại một số khu vực khác, bởi chúng tôi là nền kinh tế giàu có và mạnh mẽ, và là quốc gia mọi người đều muốn hợp tác. Lấy ví dụ về Việt Nam, chúng tôi có rất nhiều cộng đồng doanh nghiệp tại đây. Chúng tôi muốn TPP được ký kết với sự tham gia của Mỹ, nhưng điều đó đã không xảy ra. Và nay chúng tôi đang muốn một hiệp định song phương giữa hai nước, đồng thời các doanh nghiệp Mỹ vẫn đến đây đầu tư. Vâng, một lần nữa, Mỹ vẫn là một quốc gia hùng mạnh. Quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có vẻ như căng thẳng hơn trong năm vừa qua, thể hiện qua các khiếu nại giữa hai bên lên WTO cũng như các lệnh trừng phạt gần đây. Ông nhận định thế nào về điều này? Các nền kinh tế lớn luôn có mâu thuẫn với nhau. Đó là bởi vì họ càng hợp tác với nhau nhiều, họ càng thấy nhiều bất đồng, và Trung Quốc là một nền kinh tế hùng mạnh. Trung Quốc đang muốn tăng cường ảnh hưởng, nhận được sự thừa nhận. Theo đó, Mỹ và Trung Quốc có nhiều bất đồng vì hai nước có cách nhìn nhận khác nhau về các vấn đề trên thế giới, về chính sách Internet, về thương mại. Tôi tin rằng trong tương lai, các mâu thuẫn này vẫn còn. Bên cạnh đó, hai bên sẽ hợp tác nhiều hơn trong mọi lĩnh vực. Sẽ thật khó khi bạn ở khu vực Đông Nam Á, nơi Mỹ và Trung Quốc có cách tiếp cận khác nhau tại đây. Và năm nay, năm Mậu Tuất,
chúng ta sẽ thấy nhiều tranh chấp hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai nước không muốn làm việc với nhau. Và tôi tin rằng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai, bởi chúng ta buộc phải như vậy. Vậy liệu chính sách nước Mỹ trên hết có đang làm gia tăng chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa bảo hộ trong thương mại toàn cầu không, thưa ông? Tôi hy vọng là không. Đôi khi chủ nghĩa dân túy yêu nước là một điều tốt đẹp. Lấy ví dụ như, vừa qua Việt Nam đã lọt vào chung kết Cúp châu Á và tôi đã thấy tất cả các bạn đều diễu hành mang cờ đỏ sao vàng. Đây cũng là chủ nghĩa yêu nước và nó hoàn toàn tốt đẹp. Đó là lòng tự hào quốc gia. Nhưng đôi khi, chủ nghĩa yêu nước cũng rất nguy hiểm. Như nước tôi tốt hơn nước bạn, một số nhóm người rất tệ, họ chỉ nghĩ cho lợi ích bản thân. Đó là khía cạnh xấu của chủ nghĩa dân túy. Cá nhân tôi không nghĩ chính sách nước Mỹ trên hết tốt cho tất cả người dân Mỹ. Và chúng tôi có thể xây dựng một chính sách mà mọi người đều được đối xử công bằng hơn. Nhưng đồng thời, Mỹ cũng có thể trở thành nước dẫn đầu trong thúc đẩy thương mại tự do, mở cửa thị trường, và nước Mỹ sẽ không còn hùng mạnh khi đóng cửa với thế giới. Tôi nghĩ là Tổng thống Trump hoàn toàn nhận thức được vấn đề này. Nhưng mặt khác, việc thuyết phục mọi người rằng chính phủ đang làm điều tốt nhất cho đất nước và quy trách nhiệm cho những nước khác về những vấn đề trong nước là một biện pháp hiệu quả. Mọi quốc gia, kể cả Mỹ hay Việt Nam, đều có một phiên bản của nước Mỹ trên hết. Tổng thống Trump tại APEC đã nói, ông kỳ vọng rằng mỗi quốc gia đều nỗ lực để đem lại lợi ích cho người dân của nước họ. Mỗi ngày, Việt Nam thông qua các quy định mới, chính sách mới, tham gia vào các tổ chức mới, là thay mặt hàng triệu người dân Việt Nam đem lại lợi ích cho Việt Nam. Và Mỹ cũng vậy, các nước khác cũng vậy, chỉ là Tổng thống Trump đã thể hiện theo cách khiến mọi người lo ngại. Thưa ông, điều gì sẽ chờ đợi nước Mỹ và Tổng thống Donald Trump trong năm 2018? Tôi không biết. Tôi ước gì tôi có thể biết. Tổng thống Donald Trump không hành động như các chính trị gia khác, nên chúng ta sẽ không thể biết được năm 2018 sẽ diễn ra điều gì. Nhưng chúng ta cần lưu ý một vài điểm quan trọng sau. Nền kinh tế thế giới đang diễn biến tốt hơn bao giờ hết, và xu hướng này sẽ tiếp tục trong tương lai. Như ở Việt Nam, nền kinh tế đang rất sôi động, lạm phát thấp hơn. Việt Nam đồng là một trong những đồng tiền ổn định nhất thế giới, tỷ lệ thất nghiệp khá thấp. Chúng ta cũng thấy được những xu hướng tại nhiều nước khác. Theo đó, tăng trưởng kinh tế sẽ duy trì được nhịp độ trong năm 2018, trong trường hợp không có biến cố gì xảy ra. Tất nhiên, chúng ta cũng nghĩ đến trường hợp chiến tranh với Triều Tiên hay những điều tương tự, thì kinh tế thế giới hay Việt Nam hay Mỹ đều sẽ bị ảnh hưởng. Đúng là có những điều chúng ta đang lo ngại, nhưng hãy nhìn vào thực tế, mọi thứ vẫn đang tốt đẹp và chúng ta nên lạc quan về điều đó. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều về những chia sẻ vừa rồi và nhân dịp năm mới. Chúc ông và Amcham một năm thành công và hạnh phúc. Vâng, cảm ơn. Tôi cũng xin chúc VITV và các bạn đang xem chương trình một cái Tết vui vẻ. Năm 2018, nước Mỹ sẽ tổ chức bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu Đảng Cộng hòa thất bại thì các chính sách mà Tổng thống Trump đang thực hiện hoặc vận động sẽ gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, các yếu tố bên ngoài như nguy cơ chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, mầm mống chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, bóng ma khủng bố và hàng loạt các vấn đề nóng khác vẫn chưa có dấu hiệu đi đến hồi kết, cho thấy năm 2018 sẽ là một năm đầy thách thức của nước Mỹ. Đến đây, chương trình Thế giới sự kiện tuần này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. VTV xin được chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và tràn ngập hạnh phúc. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.